Hướng dẫn sử dụng két sắt Việt Nhật khóa cơ đổi mã. Bước 1 là mình phải mở két sắt ra. Đầu tiên mình sẽ cắm chìa vào này, quay sang phải. Sau đó mình sẽ mở cái mã của nhà sản xuất là 4 lần số 50. Mình sẽ quay 4 lần 50 sang bên trái, sang bên phải. Quay như sau. Một lần này, hai lần này, ba lần 50, 4 lần 50. Sau đó quay sang bên trái, kịch cho cứng lại, không xoay được nữa thì xoay tay cầm để mở két sắt ra. Rồi, đấy là cách mở két sắt. Bước 2 là đổi mã két sắt. Thì ban đầu mình phải xoay cái tay cầm này cho các cái chốt khóa này nó lao ra hết. Sau đó nhập cái mã cũ của nhà sản xuất theo vạch đổi mã. Cái mã cũ là 4 lần số 50. Sẽ nhập đây. Một lần này, hai lần này, ba lần này, 4 lần 50. Nhập chuẩn theo vạch đổi mã ở bên phải. Sau đó mở cánh ra. Bước 3 là mình sẽ cắm cái chìa đổi mã vào và xoay phải, sau đó nhập mã mới. Đây, cái hình chữ L thì mình sẽ cái chữ L hướng xuống dưới. Mình phải loay lay cho hết chìa này. Sau đó xoay chìa khóa sang phải 90 độ. Quay ra ngoài, mình sẽ nhập cái mã mới của mình. Ví dụ mình sẽ nhập cái mã mới là 60 30 50 chẳng hạn thế. Mình sẽ nhập như sau. Nhập theo vạch ở đây. Đây, mình xoay lung tung đi này. Rồi, 60 này. Một lần này. 62 lần này. 63 lần này. 64 lần này. Rồi, ngược lại 30 này. Một lần này. 32 lần này. 33 lần. Sau đó sang bên phải 52 lần. Một lần này. Hai lần. Rồi, sau khi mình nhập xong rồi, mình quay vào bên trong. Đấy, mình sẽ bẻ cái chìa sang bên trái về vị trí cũ, sau đó rút chìa ra. Bước 4 là mở thử két sắt theo vạch, theo cái mã vừa đổi là 60, 30, 50. Thì mình sẽ quay như sau, theo quay theo vạch mở ở giữa. Một lần này. Hai lần này. Ba lần này. Bốn lần số 60. Rồi. Sau đó quay bên trái. Ba lần số 30. Một. Hai. Quay thật chính xác. Ba lần. Sau đó quay phải. Hai lần số 50. Một. Hai. Sau đó quay bên trái thì khi mà bộ số nó cứng lại, được chưa? Mình sẽ xoay tay cầm để mở cửa sắt, chốt nó hòa ra cửa vào này là đã đổi mã được thành công. Mình phải thử từ 3 đến 4 lần để cho nó đóng mở cho nó được thuận lợi. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách mở két, cách đổi mã két. Nếu có câu hỏi gì hãy comment phía dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn từ A đến Z. Xin cảm ơn.